Xin kính chào quý vị và các bạn. Đợt không khí lạnh cuối mùa tăng cường đã làm cho thời tiết miền Bắc thay đổi đáng kể. Trời chuyển nhiều mây, gây mưa và trở rét. Sáng nay thì những cơn mưa rào rải rác dù vẫn còn duy trì nhưng đã giảm đi về diện và lượng. Đặc biệt là nhiệt độ giảm từ 7 đến 9 độ C so với ngày hôm qua. Và đây có thể coi là một đợt lạnh cuối trong mùa đông này. Trong đêm nay và ngày mai thì không khí lạnh suy yếu đi, gió đông bắc sẽ thổi yếu đi và di chuyển sang phía đông. Nên tại các tỉnh khu vực Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, tình trạng mưa cũng giảm hẳn, chỉ xảy ra một vài nơi với lượng không đáng kể. Mặc dù vậy thì trời vẫn nhiều mây nên nhiệt độ tăng chậm nhưng vẫn ở mức rét nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất vào đêm và sáng dao động trong khoảng 15 cho đến 18 độ. Sang đến ngày mai thì trời giãn mây mỏng, gió đông bắc yếu hẳn đi, còn ban trưa trời hừng sáng nên nhiệt độ tăng lên nhưng không cao, nhiệt độ cao nhất cũng sẽ không vượt quá mức là 22 cho đến 23 độ. Nhờ có gió đông bắc thổi nên thời tiết không còn nồm ẩm như những ngày trước, độ ẩm giảm xuống, trung bình trong khoảng 70 cho đến 85%, lúc cao nhất cũng ở dưới 95%. Kiểu thời tiết se lạnh vào ban ngày và rét nhẹ vào ban đêm vẫn sẽ tiếp tục kéo dài trong 1 đến 2 ngày tới. Sự thay đổi thời tiết sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của người già và trẻ nhỏ, dễ mắc các bệnh về đường hô hấp, viêm khớp. Bên cạnh đó thì không khí lạnh tràn về cũng gây nên sự xáo trộn giữa nóng và lạnh, từ đó dễ dẫn đến các hiện tượng thời tiết cực đoan như là lốc xoáy, mưa đá ở các tỉnh miền núi. Người dân cần có các biện pháp đề phòng. Tương tự như miền Bắc thì ngày hôm nay tại miền Trung không khí lạnh đã tăng cường xuống phía Nam và ảnh hưởng đến toàn bộ khu vực Bắc Trung Bộ. Trong đêm nay và ngày mai sẽ tiếp tục gây mưa rải rác cho suốt dọc các tỉnh từ Thanh Hóa xuống đến tận khu vực Quảng Ngãi. Nhưng lượng mưa được dự báo là không nhiều. Từ trưa và chiều ngày mai khi mà không khí lạnh suy yếu thì mưa ở miền Trung cũng giảm dần xuống diện vài nơi. Tuy nhiên trời vẫn nhiều mây và độ ẩm trong không khí vẫn cao. Tại các khu vực này chưa có khả năng xuất hiện nắng, tuy nhiên do mưa dứt nên nhiệt độ vào lúc trưa chiều sẽ tăng nhẹ lên 24 cho đến 26 độ. Vào đêm và sáng thì khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất dao động từ 19 đến 21 độ. Trong khi đó thì khu vực Nam Trung Bộ nằm xa về phía Nam không bị ảnh hưởng của không khí lạnh nên tại đây trời tiếp tục không mưa, ngày có nắng nhiều và đây cũng là nơi có nền nhiệt độ cao nhất tại miền Trung với nhiệt độ cao nhất vào lúc trưa chiều tăng lên mức 28 cho đến 30 độ. Thời tiết khô và nóng kéo dài ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong những ngày qua cũng chưa được cải thiện và sẽ tiếp tục trong hôm nay cũng như là vài ba ngày tới, vẫn là khô nóng và không mưa. Độ ẩm giữa trưa rất thấp, đặc biệt là tại khu vực Tây Nguyên và khu vực miền Đông Nam Bộ, nhiều nơi còn xuống đến dưới 50%. Mặc dù ngày hôm nay thì không khí lạnh phía Bắc phần nào lan tỏa yếu xuống phía Nam, tuy nhiên thì nền nhiệt độ cao nhất ngày ở Tây Nguyên cũng chỉ giảm nhẹ và giảm chủ yếu là ở khu vực phía Bắc như là tại Đắk Lắk, Kon Tum, Pleiku. Còn tại khu vực phía Nam thì nền nhiệt độ giảm không đáng kể. Do vẫn chịu ảnh hưởng của không khí khô nóng hoạt động mạnh nhất ở mực 5.000m, biểu hiện thời tiết vẫn là ít đến quang mây, ngày nắng sớm và nhiệt độ cao nhất trên khu vực Tây Nguyên vẫn dao động trong khoảng là 31 đến 33 độ, còn tại khu vực Nam Bộ là 33 cho đến 34 độ. Một số nơi ở miền Đông vẫn còn chạm ngưỡng nắng nóng với nhiệt độ từ 34 đến 35 độ. Chuyển sang thời tiết biển. Thưa quý vị, từ sáng ngày hôm nay thì dưới tác động của không khí lạnh tràn xuống từ phía Bắc, gió tại khu vực Vịnh Bắc Bộ và khu vực phía Bắc của Biển Đông đã chuyển hoàn toàn sang hướng Đông Bắc với cường độ mạnh cấp 6, có lúc cấp 7 gây ra biển động và những con sóng cao trên dưới 3 mét. Thời tiết trở nên bất lợi cho hoạt động của tàu thuyền. Tại cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đều không mưa, tầm nhìn thoáng. Nhiệt độ tại Hoàng Sa dao động từ 22 đến 27 độ, còn tại Trường Sa là từ 25 cho đến 30 độ. Vâng thưa quý vị, như vậy là dưới ảnh hưởng của không khí lạnh từ Bắc Bộ và Trung Bộ đã có mưa rào rải rác và trời trở rét, nhiệt độ giảm thấp. Tình trạng này sẽ còn duy trì trong 1 đến 2 ngày nữa. Tại khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết vẫn ổn định. Lưu ý là tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, độ ẩm vẫn rất thấp và nắng nóng vẫn còn kéo dài. Bản tin thời tiết tổng hợp tối nay của kênh VTC14 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.